Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy! Ừ, cái gì? Con ra vậy? Trời ơi, đối với anh bây giờ những năm tháng mà anh trộm tiền vợ chỉ là chuyện bình thường, gọi là những quá khứ rồi. Con ra vậy? Gái tặng. Gái tặng. Gái tặng. Nói mà tỉnh à? À không, ý là gái tặng đó. Nói tỉnh. Nhưng mà nói chung là người ta tặng mà bây giờ mình không lấy thì kỳ lắm rồi. Đây là một phi. Nhưng mà nói chung là bây giờ mà người ta tặng mà mình không lấy thì nó kỳ lắm. Vậy. Không có sao. Anh nói thì bây giờ mà ví dụ mà vợ được tặng quà. Ủa, mà vợ. Thế bây giờ có trai tặng cho vợ thì sao? Tại tặng cho vợ thì vợ đừng lấy. Nhưng mà anh thấy thì cũng lấy chú. Ai ơ? Có ai đâu. Nhưng mà nói chung bây giờ người ta tặng thì mình không lấy thì mình kỳ lắm. Thôi bị đặng. Vợ tìm chơi với anh nữa. Vợ tự nhiên vợ không chơi với anh nữa. Nhưng mà hôm nay có súng mới mà. Vợ giận anh rồi. Ủa sao anh không xin vợ? Rồi anh kêu gái tặng là bây giờ anh kêu thì có. Anh mời xin vợ hôm qua xong. Mời xin vợ một đồng xong. Mới xin vợ 1 triệu xong, bây giờ người ta tặng thì mình lấy đi chứ. Xào không à. Nhưng mà anh có làm gì đâu. Vợ không tìm nói chuyện với anh nữa. Thôi mà. Nè, bây giờ anh giới thiệu rồi anh quay đồ cho các bạn xong rồi mình giải quyết vụ này sau nhá. Hello, chào tất cả các bạn đến với kênh của mình trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho anh em đó chính là khẩu súng bí ngô. Khẩu này thì có tăng một tốc độ bắn và 2 độ chính xác. Và nó chính xác giống như là những lần mà vợ mình đấm mình không trượt phát nào vậy. Thì ngày hôm nay mình đã chuẩn bị tinh thần là bị vợ mình đấm không trượt phát nào rồi. Nhưng mà mình vẫn phải nói với vợ, bởi vì gái tặng quà là phải nói với vợ. Anh em lên nhớ nhá, anh em nào có người yêu rồi gái tặng quà là phải nói với vợ vậy nha. Em hôm nay bao nhiêu tình cảm bao lâu nay mà vợ lại như vậy. Ồ oh. Nhưng mà anh quay một tí là ra hả? Không. Anh làm tí là ra hả? Một tí là ra này, để anh quay thử cho vợ coi này. Tiền gái tặng dễ ra lắm. Vậy luôn. Anh nhầm, tiền không phải gái tặng. Khẩu này mà ra mới lạ. Ra, nó sắp ra rồi. Không ra, vợ cũng không thèm cho anh tiền để mà anh mua anh quay. Đi, tí nữa nếu mà không ra thì vợ cho tiền mua quay. Không. Thôi mà. Hấp ra rồi. Nè, ra nè. Bây giờ anh x10 phát nó ra nè. Ủa anh, vợ hỏi thật không? Lúc mà Quốc nhận Quốc không nghĩ cho vợ anh. Không phải. Ý là lúc đó nó giống kiểu là mình thấy là nó tặng thì mình lấy thôi. Chứ mình có biết cái gì đâu. Quốc đâu có thương vợ đâu. Thương mà. Do là bây giờ anh sợ tốn tiền của vợ, giống như kiểu là thế đấy. Thế bây giờ gái cho đâu phải là họ cho không đâu, họ phải cũng phải nhận là cái gì thì họ mới cho, chứ không có gửi cho vợ đâu. Em nghĩ là anh có thể bán rẻ thể xác là tinh thần của anh chỉ để lấy mấy cái này thôi sao? Anh lừa họ thôi. Không có thương vợ đâu. Nhưng mà sắp ra rồi, ra này. Cái đó không có ra đâu, vợ quay rồi. Vợ quay không ra hả? Anh lỡ tay. Anh lỡ tay x10 rồi. Chết cha. Đó, gái cho anh cũng đâu có cho. Chỉ có được một cái M1014 thôi. Thôi để anh đổi thêm đồ. Vợ đừng có la anh nữa là nó ra. Còn giống như kiểu vợ ra giống một tháng nó có ra đâu. Ôi, vợ đang bật clip và anh nghe thấy tiếng gì clip của vợ đây luôn. Ủa, cái đổi đâu? Cái đổi phía dưới cùng. À, dưới cùng hả? Đi, đổi hiệu nước kìa. Đổi hiệu nước kìa. Đâu? À, đây.
Ăn đổi được 6 cái nữa nè. Ăn sắp ra rồi, vậy yên tâm đi. Cái đó không có ra được đâu. Ra. Quốc còn lấy tiền gái quay nữa thì sao mà nó ra được. Chứ giờ mà lấy tiền vợ quay có ra không? Không. Vậy mà cũng nói, anh tưởng là nói về lấy tiền vợ quay thì sẽ ra chứ. Ai dè lấy tiền vợ ra quay cũng không ra. Ơ 64 lucky rồi vợ. Nhiều quá. Liệu ra vậy sao Quốc không đưa đưa ạc cho người ta, người ta quay cho. Thôi anh quay clip. Người ta quay không ra, người ta đã thích anh rồi. Không phải đâu, người ta không thích anh đâu. Trời ơi, sắp không ra rồi. Ừ. Ai biểu là không ra. Đó thì gái đương nhiên là ra rồi. Không phải, cái này ra là bởi vì là vợ ủng hộ anh hết mình cho nên là nó mới ra đó. Trời ơi, ở đây có nghe thấy tiếng clip của em luôn. Ai gì kỳ vậy? Đó, anh nghe vậy đó. Không phải là lấy tiền của gái đâu. Đối với anh, gái gú không là gì hết. Chứ không, có. Cái đó chứ, anh lấy có. Thì có. Anh không có lấy. Thôi mà, đừng giận anh nữa mà. Trời ơi. Này, bây giờ em thấy nha. Trời ơi, sao lâu lâu có tiếng clip của vợ lên đấy. Này, bây giờ em thấy không? Đó, bộ này, bây giờ anh có thêm cái súng này vào nữa. Đó, hợp lý, em thấy hợp lý không? Đó, trời ơi, súng quá đẹp luôn. À, nhầm súng. Trời ơi, súng quá đẹp luôn. Vợ tìm chơi với anh nữa. Trời ơi, nguyên một bộ màu đỏ luôn này vợ. Trời ơi, nhìn nó giống nhau không? Trời ơi, một bộ nguyên màu đỏ luôn, đẹp không? Cầm tìm. Nãy giờ. Vợ ơi. Vợ, anh đâu có thiếu tiền đâu mà đi xin tiền gái. Anh không xin nhưng mà người ta cho. Người ta cho cái củ cải nãy giờ anh lừa em chứ lấy đâu ra mà người ta cho. Quốc lại nam kim. Hết tiền nó còn nam kim nữa. Cái này là anh mượn anh bi. Ít khi vợ anh có lương anh trả. Anh đâu có lấy tiền vợ đâu. Anh đâu có trộm tiền vợ đâu. Gì? Anh đi mượn mà. Thôi bây giờ thì tranh thủ tí anh quay cái bộ này cho nó ra thêm bộ nữa này. Đó còn 600 vàng vậy quay luôn. Ra này. Thôi tiền anh mượn anh bi mà. Anh nói thật mà, anh chỉ lừa vợ thôi. Thử xem phản ứng của vợ như nào. Ai dè phản ứng của cô Ngân bất ngờ quá ta. Tưởng là không ghen. Tưởng không ghen. Sao giờ ghen chứ. Đâu. Vợ ơi. Vợ. Vợ. Vợ ơi. Chơi. Ui ra đã chơi tắt rồi. Ui không ra nữa. Ui. 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 Giật mình. Ui ra. Ui. Ra. Ra. Rồi ra đã chơi tắt. Không ra cái gì nữa. Trời ơi. Vợ ơi. Ra đã chơi tắt rồi. Vợ. Ra đã chơi tắt rồi. Kệ anh. Tiền của gái. Tiền gái đâu. Anh mượn anh bi thiệt. Tí em nhắn tin anh bi em hỏi đi. Anh mượn anh bi thiệt mà. Đâu sao có... anh không mượn vợ. Anh mượn anh bi làm cái gì. Thôi mới trộm của em 1 triệu hôm qua xong. Bây giờ bảo anh mượn vợ tiếp đi. Tàu lô không. Em thấy em tàu lô không. Ê anh mượn tiền vợ có thấy anh nhục nhã. Anh cảm thấy anh nhục nhã lắm. Cho nên là anh không thể nào mà anh mượn tiền của vợ được. Vợ hiểu không. Vợ hiểu không. Ý vợ ơi. Ra rồi. Ra nữa rồi. Nó lại ra rồi. Nó ra đã chế tác nữa rồi. Nó không ra bạn có được. Tiền của gái. Tiền của gái có khác. Đã bảo là tiền của anh bi mà tại sao. Ui nó ra nữa rồi. Trời ơi, nó ra toàn đá chế tác luôn. Nó ra hồi luôn. Ui nó ra. Ra rồi Ford ra luôn. À nhầm. Nó ra luôn. Trời ơi thiệt là bức xúc quá đi. Tại sao nó ra nhiều thế hả. Ui ra nữa rồi vợ ơi. Ra gì ra hoài vậy. Trời ơi. Trời ơi. Đừng có ra nữa. Bạc ngại lắm. Đừng ra nữa. Trời ơi. Trời ơi. Vợ ơi. Nó ra hoài luôn. Tiền của gái là con khác luôn á. Tiền của anh bê. Anh nói sao. Vợ anh... trẻ tin. Sợ vợ giận á. Anh nói thật tiền anh bi. Em sao em không tin anh nhỉ. Em phải tin anh đi chứ. Ui nó hết ra rồi vợ. Em tin anh đi mà. Thôi mà. Anh nói thật tiền anh bi. Anh không có gái gú gì đấy hết á. Anh trước giờ anh chả biết gái gú là cái gì. Anh nói thật. Ngoại trừ em ra anh chả biết gái gú là cái gì. Cho nên là cô Ngân. Đây này. À đúng rồi. Anh cho em đọc tin nhắn anh bi. Từ từ. Hết clip đi rồi anh cho em đọc tin nhắn anh bi. Anh chỉ làm clip như vậy để anh trốn vợ thôi. Ý. Nó lại ra rồi. Nó ra cái này phê hơn ra cái trước nữa. Trời ơi nó ra nữa này vợ. Sao giàu vậy? Đúng là tiền gái cho anh có khác. Hôm bữa anh ăn cắp tiền vợ thì nó không ra.
Đã bảo là không phải tìm của gái mà tại sao em cứ gán anh cái mác lấy tiền của gái vậy? Anh thấy x1 nó dễ ra hơn x mấy á, x5 ấy. Anh thấy x1 nó ra dễ ra hơn x5. Ờ, hết tiền rồi. Hết tiền rồi vợ, để anh xem anh đổi được bộ nào không nhá. Có bộ nào chỉ cần một bản vẽ không? Bộ này nè. Bộ này chỉ cần một bản vẽ này, nhưng mà bộ nam nó đẹp, bộ nam nó đẹp, bộ nữ xấu á hả? Thôi ok, anh đổi bộ nam bộ này. Quy đổi. Ý, vậy là có được một bộ đồ cũng như là một cây súng nha anh em. Thấy không? Thấy không? Mà anh quay không? 3.000 kim cương mà anh quay ra còn nhiều hơn hồi sáng nữa. Thích quá, thích quá, thích quá. Nói chung là tiền ăn trộm thì đúng là nó không ra thật vậy ạ. Nhưng mà tiền này tiền anh mượn anh bi thật, tí anh cho em coi em mượn tin nhắn. Em coi tin nhắn. Tin anh nha, tin không? Tin. Không. Ok, nói chung là clip quay đồ của mình tới đây là kết thúc rồi. Một màn troll của Ngân mà nói thẳng ra là đậu xanh troll nhẹ nhàng tí thế, nhưng mà là anh em cũng không biết và cô Ngân cũng không biết. Và kết quả là bây giờ cô Ngân vẫn giận. Mình thề với anh em là thề, mình thề sống chết với anh em là đây không phải tiền của gái, tiền của anh Bizert TV. Đã bảo là tiền mượn rồi, không ai tin cơ. Ok, clip đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe và tiện thể bật nút chuông nha mọi người. Bye bye. Tin nhá. Tin. Tin nhá. Không. Không tin. Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành?